xin chào các bác nhé. Chào mừng bác quay trở lại với A Nhiệm TV. Hiện tại bây giờ là ba anh em đang trên đường để di chuyển lên trên đồi bên đằng sau chỗ bản của A Nhiệm hiện tại bây giờ đang sinh sống các bác ạ. Lý do là ba anh em bên trên này các bác là ở trên này nghe qua mọi người dân kể là ở trên này hiện tại bây giờ nó đã là bị sạt lở rất là nhiều các bác. Anh em phải lên trên này để kiểm tra xem là tình hình nó như thế nào các bác ạ. Đây các bác, để trước khi lên thì A Nhiệm sẽ bàn máy cho các bác xem một chút đây này. Hiện tại bây giờ thì nhà A Nhiệm thì ở ngay bên trên này các bác, như nhà A Nhiệm ở trên cao trên này chắc là cũng không phải lo lắng cho lắm đâu. Còn bên dưới này là hàng nguyên một bản, mọi người đang sinh sống đây các bác, toàn là hàng xóm của bên chỗ nhà A Nhiệm các bác ạ. Bây giờ hiện tại bây giờ cứ vào là trời mưa, mọi người bà con người dân ở đây thì không có ai dám ngủ các bác, với lại là không có ai dám ở nhà, đều phải là di rời hết lên trên là cái trường học chỗ kia các bác kìa, cao kìa để ở kìa, vì thật sự là rất là nguy hiểm luôn các bác ạ. Hôm nay thì A Nhiệm sẽ lên tận nơi để ghi lại những cái thước phim, cái hình ảnh đấy để cho các bác cũng biết được xem là lý do tại sao mọi người thời gian này không dám là ở nhà các bác đây này, ở bên dưới, ở ngay bên trên là bản của A Nhiệm sinh sống các bác này. Nó cũng có một là cái suối nước như thế này này các bác này, cũng chảy qua như thế này, cũng là theo cái khe này lên trên này các bác này. Hiện tại bây giờ bên trên này nó đã nứt hết rồi, bây giờ với lại tạo thành một cái đập ở trên này nữa, nứt hết trên này. Nếu mà mưa to các bác có thể là nó sẽ là sạt theo là cái con suối này, nó sẽ xuống này cực kỳ, nó rất là nguy hiểm, cũng giống như là cái làng Nủ đây các bác ạ. Cái làng Nủ cũng là bị sạt, cũng là ở trên một cái núi cao, cũng có con suối này xuống này các bác, rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ là mọi người dân ở đây cũng là từ cái làng Nủ ấy bị ấy, mọi người thì ai cũng là rất là lo sợ với lại cảnh giác nữa các bác ạ. Nên mà ba anh em lên đây này, có cả Đô nữa, bảo Đô là bay flycam lên các bác ạ, để lên mà tận nơi để kiểm tra xem nó như thế nào. Còn là cái thước phim flycam bay là tận lên tận nơi như nào thì một chút nữa thì ở đầu video thì A Nhiệm sẽ là ghi mà cho các bác cùng xem nhá. Đây cái đoạn đường để di chuyển đây các bác, đến đây một đoạn bỏ xe đây, xong giờ sẽ đi bộ lên trên này, lên trên kia đã nứt hết rồi các bác, một chút nữa thì A Nhiệm sẽ là đi bộ lên trên đấy, A Nhiệm sẽ ghi hình các bác nhá. Thôi bây giờ xuống như này đi để cùng với hai anh em dưới này nữa bay vào lại cam xem là nhìn xem ở trên kia nó như thế nào đã, xem kiểm tra đường xá xem liệu có đi đến tận nơi được không các bác, với lại là nó nguy hiểm như thế nào mới có biết đường lên thế nào. Rồi đến, bay đến nơi chưa? Đang có hồ, đang đến hồ đây. Đang đến hồ rồi đúng không? Cái này to thế này, to lắm này, to lắm. Có cái hồ đúng không? Đây các bác này, hiện tại bây giờ đang bay lên, có một cái hồ, nó đang tạo cái hồ đập ở trên kia rồi. Rồi cái này một chút nữa thì cái sẽ này là sâu 4-5 mét. Cái này một tí phải lên đến tận nơi rồi các bác, còn xung quanh bên cạnh bây giờ hiện tại bây giờ đã nứt hết rồi. Đây này. Bây giờ chỉ là cái mực nước. Đây. Này, úi dồi này. Đấy. Chỉ khi nào là nước trên đấy rồi. Cái mực nước là nó đủ phát là nó chỉ có là lao xuống rồi, nguy hiểm. Nó nổ một cái pùng một phát thôi. Em đi kiểm tra vẫn nít, vẫn nứt bên trên. Đây là cái anh này Hơn. Vòng về bên này, phía bên này. Đây là anh Hơn các bác, anh này cũng làm ở bên dưới chỗ đấy, nhà A Nhiệm ấy, cùng bạn. Đấy bên nước đấy, bên nước này. Ở dưới thấp hơn. Ở cũng đấy, là nhà đấy, cũng gần chỗ đấy, khe. Cái này nó xuống rồi. Đây này. Này lại tụt thêm này. Cái này là tụt xuống rồi đấy. Trên có một vết nữa. Bên trên có một vết. Cái này tụt hơn hôm nọ ấy. Tụt nhiều lắm rồi. Em tí đi trực tiếp lên như này nhỉ. Một tí trực tiếp anh. Đồ không lên thì hai anh em mình đi nhỉ. Cái xe thì lên thôi, đi bộ không lên được đâu. Ngay đoạn này thôi, xong là có đường nghiêng xuống rồi. Nó không phải là ấy. Cái đoạn này sạt ra màn này. Sạt nguy hiểm. Sạt hết. Vì thế phải sạt lên. Sạt là cái đây bên kia sạt lại. Phải lên kiểm tra cho xem tình hình như nào, còn để thông báo cho bà con để còn biết như thế nào các bác. Quay về đoạn dưới này nào. Quay về đoạn. Anh Hơn nghe nói bảo vừa hôm kia là trời mưa là phải là cả bản chạy đi lên trường học hết à? Hôm kia đi ra phải cả bản ra trường học ở. Đấy các bác ạ, rất là con phải chuyển đồ, những cái gì quan trọng chuyển đi.
đấy các bác nhìn tài liệu còn là giờ, các bạn như này gọi không à? Là nhà không có đồ đạc thì phải chuyển đi di rời sang chỗ khác hết các bác. Mình hiện tại đang ngồi đứng bên dưới này. Đâu mình tiếp đây này. Đây tưởng gần đã xa lắm. Rồi đây các bác nhé, thì bây giờ cứ bay đã để xem tình hình như nào, xong rồi mấy anh em mình lên trên kia kiểm tra nhé. Đây các bác, hai anh em à, đi bộ lên, xe không đi được phải bỏ ở dưới này, đi bộ lên thôi các bác ơi. Yeah, đã lên đây này, lên là đã thấy có vết nứt ở đây rồi. Đây các bác ơi này, đây nhẹ nào xuống, nhẹ xuống này, vết nứt như này rồi, xuống như này rồi. Cái này nó tụt xuống rồi đấy. Cái này nó tụt xuống đấy. Nó tụt xuống cái này, nước bây giờ cứ vào nhiều nó tụt xuống này các bác ơi, nguy hiểm lắm. Đây, lên đây mọi người dân, đây đây khu vực có nguy cơ sạt lở, làm cái biển vào đây các bác để cho mọi người dân người ta xuống là nó sẽ nứt chỗ này, nó sẽ quả nguyên quả đôi. Bây giờ ai chỗ anh nhiệm mà đứng như này các bác này, xuống này. Bây giờ tụt xuống hơn mét rồi, trên này tụt xuống hơn mét rồi. Tụt xuống hơn mét rồi à? Ừ. Ui dồi ôi. Cái này tụt xuống hơn mét là đủ. Đây này, rất là dốc luôn. Nhưng mà bây giờ không biết lúc nào nó xuống, cái này không nhá. Cái nhất thiết phải mưa chứ. Nguy hiểm lắm các bác này. Cả làng bây giờ rất là lo. Đây này, bên dưới này này, ui dồi ôi. Đêm không ngủ, không dám ngủ nhà. Đây này, luôn. Nó nứt đây này, nó nứt hết cái này này. Xuống, ui dồi ôi, dưới này này. Gần một tháng nay rồi có dám ngủ ở nhà đâu. Toàn cả đêm đi, bây giờ vợ con đi hết ra ngoài ngủ, không là bây giờ mình có ấy đâu. Ở nhà lúc nào mà không mưa thì ngủ ở nhà, nhưng mà nghe tiếng cọc cạch là phải bật dậy luôn. Bật dậy. Có dám ấy đâu. Không dám ngủ nào, cứ thấp tha thỏm thôi. Đây anh Hơn nói. Và các bác bây giờ hiện tại bây giờ không phải riêng nhà anh Hơn đâu nhé, còn là tất cả mà cả làng bây giờ cứ có cơn mưa xuống một cái, cần nửa đêm ngủ nên nghe tiếng mưa một cái là phải là thức dậy lại thấp thỏm rồi. Lại phải đi rồi các bác ạ. Đây biển nó bây giờ nó rồi này, nó hết, nó sập, nó như này, bây giờ chỉ đợi là nó đủ nước. Vâng, đây các bác kìa, đấy. Nó cứ sạt xuống là nó tạo lên ở dưới này rồi, úi dồi, dưới này này. Nứt hết như này, bên kia dưới này nứt hết này, nó có nứt theo cái chỗ này, cái vệt này là lên tận trên kia rồi. Rất là nguy hiểm các bác ạ, nguy cơ là nếu cái này nó xuống là nó sẽ như ở trên cao này, nó xuống này các bác, nó sẽ là nó xuống hết cả khu này, nó xuống phát là nó xuống dưới kia, nó ép một cái mà nó là nó cao các bác ạ, nó cao, xong là với cái khe nhỏ nó cao, nó lấy nó thế cứ theo chỗ này nó chảy xuống dưới bản dưới kia, nó không khác gì như kiểu như là làng lũ đấy các bác, cũng là từ trên cao cách xa như thế, ở trên cao nó là không để ý luôn các bác, ở trên cao nó chỉ là tụt xuống thôi. Cứ như là cái đà này, mưa này là nguy cơ là sạt xuống giống như làng nủ thứ hai luôn các bác ạ. Rất là nguy hiểm. Vì thế phải lên kiểm tra phải thật kỹ vào để cho mọi người bà con có biết đường cảnh ạ. Sạt mấy chỗ rồi. Nhà anh á. Bên kia sạt chỗ dưới này mấy đấy, chỗ đi. Sạt hết rồi. Nếu tính. Cái bên này của ai này sạt xuống hết sạch rồi này. Chỗ này là chỗ nương Hằng Vĩnh, Bà Bầu. Kiếp thật. Còn cái đoạn này là còn ông Phiển. Nếu mà của nhà ông Phiển mà xuống là quả đồi này xuống luôn. Chắc chắn rồi, dưới kia nó sập là nguyên quả đồi này xuống thì thôi rồi. Quả đồi này xuống là quả đồi. Không phải suy nghĩ gì. Rồi, đi lên trên này xem các bác nhé. Đây này các bác này. Tụt đây này. Nó đang tụt dần, quả đồi đang tụt xuống này các bác này. Đây này. Tụt hết xuống như này rồi. Giờ cái chỗ kia là xuống 2 mét, 2 mét rồi, tụt hết rồi. Ôi dồi ôi, tụt chỗ hết. Chỗ này là tụt hết rồi, đâm xuống dưới là nó chưa xuống rồi. Tụt hết rồi. Này.
Thế rồi, cái chỗ kia ngày trước sâu lắm. Bây giờ lấp chỗ cái đấy phải lấp còn tầm khoảng gần chục mét rồi. Lấp cái khe. Tụt hết nguyên quả đồi tụt xuống hết. Cái chỗ cỏ chết chết ơ cỏ quả chết kia là tụt hết. Nhão hết bây giờ nhão. Đấy, mai nó bị tống trộn đấy, bị tống trộn đấy. Nứt hết, tụt hết rồi các bác này. Ôi giời ơi. Nguyên quả đồi này tụt tụt hết xuống như này rồi. Đấy, mọi người đi lấy về cắm vào để cho là người dân có đi qua như nào để còn gọi là để biết đấy. Còn là nó tạo cái đập ở chỗ nào nhỉ anh Hơn nhỉ? Sạt sạt to to kia. Đi. Đây các bác này. Đi xe máy lên đến đây rồi. Đây, sạt đây. Cái này sập, cái này tụt hết như này. Cái này đủ phát là nguyên cái chỗ này là nó sẽ xuống hết này. Cái chỗ này này. Đây này, cái hôm đó một mình anh lên chân tay du đùm cộp. Không sợ, không dám ấy. Hôm đấy là lạc ngủ không biết vừa mới bị nữa. Nên là một mình đi sập thì kìa. Hả? Đi được mà. Thôi cứ bỏ xe đấy đi bộ một đoạn đi. Đi một mình á, chân tay run không dám, không sợ run trong cập mà. Có dám đi đâu. Run sợ chứ, vừa nghe tin làng nổ xong giờ lên trên đầu trên bản của mình nó như thế này thì sợ chứ. Đây này, theo chân chiếc nước hết rồi này. Cái này hôm nay trời nắng anh. Cái này là bên trên là nước hết từ trên xuống rồi. Bên trên là nước hết rồi à? Ôi giời ơi, tính bằng quả đồi toàn to không cái này. Ô để xe đây thôi. Xe cố gắng thì một người thì vẫn lên đây được. Đây. Theo đường nước hết như này, bây giờ tạo thành như cái này là. Ui giời. Sập tụt. Đây tụt xuống như này này. Khiếp. Nhà hai gà cũng tụt như này đấy. Nhà hai cũng tụt như này. Làng có 72 hộ đi tránh hết rồi. Bây giờ phải đi rời hết rồi. 72 hộ đây các bác ạ. Đi rời ra cả chỗ trường học, cả chỗ nhà của anh Nhiệm, như anh nhà anh Nhiệm ở trên cao thì mới dám ở nhà thôi, còn nếu mà ở dưới thấp thấp cùng với mọi người thì chắc không phải đi rời hết, đèn thật tụt đây. Tụt hết rồi các bác, nguy hiểm quá. Anh Nhiệm sẽ đi đến tận cái chỗ nó tạo thành cái đập ấy các bác, tạo thành cái hồ nước ở trên này này. Đây này các bác ơi, theo đường đây này, tụt. Nó gần 2 mét rồi, tụt rồi. Đây nó tụt. Nó vỡ vỡ. Chân nó là đâm vào tả ly. Nên là nó không xuống tiếp được. Chân đúng rồi. Nhưng mà cái chân mà vừa rồi mà cái chân nó không đâm vào tả ly dưới kia là một phát là cũng xuống xong rồi. Thế đấy. Cái này bây giờ mưa to, bây giờ nó đủ nước, nó đủ. Có ai dám ở nhà đâu. Đủ nước rồi. Chỉ có một hai người gọi là người nào ông người đàn ông thì dám ở nhà thôi. Đủ thì nước là lao xuống rồi các bác này. Hết ra ngoài thì trường học à. Tụt hết rồi. Đây này. Đây nó tụt xuống từ trên kia, nó tụt xuống hẳn là 2 mét mà, 2 3 mét mà. Cái hồ dưới này à? Lòng không hay là chuẩn bị khủng áo mừng ngay trong bay theo lòng lòng theo lòng lòng của chung dưới gì nứt hết rồi. Đây này, nứt đây này, quá khủng khiếp. Ai nhẹ vào bên sâu những cái đồi quế, bây giờ nó tuột, nó nút xuống cái này là tuột xuống như này các bác ạ. Tụt hết xuống như này luôn à. Ôi sổ hồ, lỗ. Tụt hết luôn à. Đây các bác. Ôi sổ hồ, cái này. Ôi. Nứt nẻ hết rồi các bác, giống như kiểu như là kiểu là động đất đấy các bác ạ. Ôi xồi.
khủng khiếp chưa các bác? Nứt đường hết như này này. Trèo lên nứt hết các bác ơi. Đây này. Nguyên cái quả đồi bên này là nứt ngang sang bên kia vào không này. Đây này các bác này. Nó nứt sâu như kiểu như cái hào luôn như này này. Thật sự là quá khủng khiếp luôn. Đó, nứt thế này. Tuột hết như này đúng không? Đây các bác này. Đây, nứt. Lên kìa vòng, cái này vòng chỗ kia nguyên hàng quả đồi. Tuột hết xuống như này này. Đó, nứt vòng này. Sang phòng phát tận ra bên kia luôn. Quá khủng khiếp luôn các bác ạ. Đây, bây giờ anh em sẽ trèo xuống này, đi lên bên trên này, trèo theo cái suối để xuống dưới tại cái chỗ đập đấy, chỗ sạt đấy, xem như nào các bác ạ. Còn cái chỗ cái này đường anh em đi là nó bị nứt hết rồi, bây giờ chỉ đợi là đủ nước là nó xuống nữa thôi các bác. Rất là nguy hiểm, kiểm tra thật kỹ vào. Đây là cái khe suối, khe nước có như thế này mà các bác. Đây nó đi qua này, cái cây nó sạch như thế này, sạch bong luôn, đi qua như thế này này. Đó, nó tạo thành cái đập như này đúng không? Nó sạt những cái ghế này, đây này. Rồi, đến cái hồ rồi các bác ơi. Rồi, anh nhận phần dưới đá các bác nhé. Đây cái bể nước trước của anh, bể nước đây đúng không? Đó, bây giờ nó xuống, nó tạo ở đây này các bác này. Cái bên dưới cái đống đất hùi xuống chỗ kia, nếu mà tính mặt bằng như này nó phải tầm khoảng 20 mét. Cái hồ này nó không được thiệt, nó ngập. Đây. Bây giờ nước nó chảy xuống đây, phát biệt nó cứ ngấm, ngấm xuống, ngấm vào hết cái quả đồi ở đây này các bác này. Nguy hiểm. Nó sập xuống kìa. Cái mỏm đất mà nó sạt xuống kia, bây giờ tính từ đây, từ đấy mà xuống cái lòng suối được không? Từ đợt trước ấy nó phải là tầm hơn 20 mét đấy. Nó đầy luôn. Đấy, hơn 20 mét giờ nó đầy, còn thấy lên luôn. Ồ, 20 mét nó đầy như thế cơ à? Ừ,
trước anh đi xe lấy nước ở đây á, toàn chỗ kia khoảng 20 mét, chỗ kia là nó có vực, có cái đấy mà. Không đi sang bên kia được nhỉ? Không có chỗ đi nhỉ? Sâu lắm, sâu cả mét. Mà cái đất đấy mình không đi được đâu, bây giờ nó đang thụt. Thụt không? Nó mềm mà. Toàn nước nó ngấm vào. Bây giờ mình đi là nó thụt sâu lắm, mình không đi được đâu. Ngấm hết các bác này. Chuyển trên này mà. Thôi. Xuống đây thì dính thôi. Cái chỗ này chuyển xuống là nó lấp hết đấy luôn. Chỗ trước là có mấy tảng đá to. Nó sạt hết thì bây giờ nó xuống nó tạo những cái hồ như này, bây giờ các bác chỉ bây giờ nước nó vào nhiều, xuống nhiều nó ngấm đủ cái là nó lao từ nó sạt xuống như này nó lao xuống rồi các bác là thế là bây giờ là xuống thôi. Cái này á máy về phơi thôi. Chứ còn nếu mà người phơi sao được rồi. Cái này có máy thật. Máy phơi nhưng mà bây giờ nhé, nếu mà phơi mà nước nó bắt đầu chảy là máy phải chạy luôn. Đấy. Nó sói luôn. Bởi vì là bây giờ cái nước trong kia là tụt hết rồi nhá. Thì bây giờ đương nhiên bây giờ mình phơi thì nước nó chảy xuống đấy. Chạy xuống đấy thì chạy dần xuống mà máy phải chạy nhanh, không chạy nhanh là xuống luôn theo đó đấy, xuống luôn cả máy luôn. Đấy, nguy hiểm lắm các bác ạ. Người ta có dám đánh máy lên để khơi không nữa đấy, chứ không phải là ấy đâu, thích khơi mà khơi được đâu. Đúng rồi. Bây giờ bảo máy nó lên khơi nó còn không dám đi ấy. Đúng rồi. Bởi vì trên kia nó tụt hết rồi. Nó dốc quá. Vừa dốc là vừa tụt, nếu mà bây giờ đánh đường xuống, khơi cái này ra thì nó sẽ chạy thẳng xuống suối, nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ nó cứ ngấm sang cái chân mà đang sạt đấy. Bên nó cứ ngấm hết vào những quả đồi, bây giờ nó sạt nó úp cái này xuống. Xem nó như thế này thì ở bên dưới ai dám ở đâu. Bây giờ phải chạy hết. Bây giờ sợ nhất là bây giờ những mưa to nó chảy xuống nó ẩm ẩm chỗ này, nó khi nó đủ nước là nó lao xuống thôi. Quá nguy hiểm. Cái này chưa trận thứ hai chỗ này sâu không? Thôi, hôm nào nước ở đây mà. Nước mấy ngày hôm nay bắt đầu nó còn khô đi. Để xem thử, anh Nhiệm thử xem tìm cách xem để sang được bên kia không các bác nhé. Sang kia quay gió cận cảnh cho các bác xem. Bây giờ nếu mà sang kia phải kéo lên trên này xuống. Đây các bác ơi, anh Nhiệm mà men theo để ra được đến đúng tận cái chỗ để nó sập đây các bác này. Ồ, biển nước nó chảy xuống là nó sập. Đây, nguyên quả đồi xuống như này. Sập hết từ chỗ này này các bác, chỗ này trước đấy là chỗ này nó là một cái khe thác, nó sâu nó rơi tầm khoảng là 20-30 mét đấy. Bây giờ nó đất đá bên nó xuống đây hết rồi, nó tạo đang như thế này này các bác này. Bây giờ đủ nước là nó là lao xuống bên dưới rồi, bản ở bên dưới kia các bác. Còn là chỗ này nữa này, mấy cái đồi ở từ đây đổ sang bên kia xuống là đã bị là tụt hết rồi các bác nhá. Nếu nó xuống là nó sẽ xuống bạt hết cả cái chỗ này này, vòng thân kia nó bạt phát là nó xuống các bác, xuống từ dưới kia luôn. Đó. Bạt phát xuống dưới kia luôn. Thế là bên dưới ở làng bên dưới kia rất là nguy hiểm luôn các bác. Rất là nguy cơ là có thể xảy ra là sạt lở xuống bên dưới là giống như làng ngủ thứ hai luôn đấy các bác ạ. Đây này các bác này. Đây. Kinh khủng chưa các bác. Xong bắt nó tạo thành cái hồ cái đập xuống này nó. Vì ở cái quả đồi nó sập xuống là nó ngăn như thế này mà các bác. Úi trời, nguy hiểm chưa các bác kìa. Mấy cái đá đủ các thứ chỗ kia trên này nó nứt hết đây này. Khiếp. Đây này, những cái cây quế bên hiện tại bên ở dưới như này luôn các bác, là do là sạt ở trên kia xuống. Đấy, Nhiệm ơi. Ở bên này là nó tụt rồi, nó đâm xuống kia. Ở trên này là tụt hết rồi, là xuống dưới cái chân này nó đang mắc dưới này rồi các bác, vẫn là chưa đủ thôi. Khi nào mà đủ nước là nó sẽ tụt hết cái khu vực, cái khu này này luôn. Cái khu này xuống một cái luôn các bác. Quá khủng khiếp luôn. Hiện tại bây giờ là người dân là rất là nơm nớp lo sợ mà không biết là lúc nào rồi. Nếu mà không mưa ấy, thì còn được các bác, nếu mà mưa to thì giống là mấy cái vừa rồi, nếu mưa tầm khoảng 3-4 ngày thì thôi là không biết cái chuyện gì nó xảy ra nữa các bác ạ. Kinh khủng như này mà. Ôi, cái này nguy hiểm lắm, cái này thì con biết để báo với mọi người bà con. Nó xuống nó tạo thành cái nước như này. Đi cái nước lên nó chui xuống theo cái lỗ này xuống bên dưới này các bác. Cái này. Cái này nếu mà mưa liên tục nó sẽ dâng nó cao lên như này, nó sẽ ngấm hết vào trong cái chỗ này. Khi nào nó đủ độ cái là nó chỉ có là đẩy xuống thôi.
đá viên viên cục to như này xuống hết, quá kinh khủng luôn các bác ạ. À đấy các bác nhé, thì A Nhiệm hôm nay lên thì cũng quay cho các bác cái thước phim là nó bị ảnh hưởng cái thiên tai ở trên A Nhiệm nó nhiều như thế nào các bác ạ. Từ chỗ nhà của A Nhiệm thì cách dưới khu làng Nủ nó chỉ rơi tầm khoảng 20 đến 25 km thôi các bác. Thì mấy ngày vừa rồi thì A Nhiệm cũng hay đi là cập nhật cái tin tức tình hình cho các bác xem. Nhưng là mấy ngày hôm nay ở bên chính quyền công an người ta làm các bác, người ta là không cho phép là mọi người ghi hình các bác, tại là do rất là nhiều người là ghi hình xong nói những cái nó không đúng thực tế các bác, không đúng sự thật đấy. Vì thế là mọi người người ta là cũng không cho phép để mọi người xuống đấy đưa tin nữa các bác. Vì thế là mấy ngày hôm nay anh Nhiệm không xuống đây các bác ạ. Bây giờ cái công cuộc tìm kiếm thì vẫn đang tìm kiếm các bác nhé. Từ đợt vừa rồi thì tìm thấy thi thể mẹ của Phúc ấy, đến bây giờ thì vẫn chưa tìm được thêm ai nữa đâu các bác. Còn hiện tại thì vẫn còn 9 thi thể nữa. Tìm kiếm thì càng ngày càng lúc càng khó khăn, càng phức tạp rồi các bác. Mọi người thì vẫn đang tìm kiếm. Đây anh Nhiệm hôm nay lên anh Nhiệm mà cho các bác tận mắt nhìn thấy, phân tích cho các bác để thấy là ở trên đồi chỗ nhà anh Nhiệm nguy cơ có thể là xảy ra là làng Nủ thứ hai các bác ạ, rất là nguy hiểm. Nhưng mọi người bà con bây giờ là cũng là cảnh giác rồi các bác, vì là làng Nủ đã bị qua, bây giờ mọi người thì ai cũng rút ra cho mình bài học kinh nghiệm ấy, ai cũng lên đồi lên núi lên cái chỗ là khu vực mình ở xa như này, như những cái quả đồi như này, cái khe nước này thì kiểm tra hết xem như nào có thể nguy cơ không các bác, để mọi người còn biết tránh đấy. Vì thế là ở dưới chỗ nhà anh Nhiệm là cũng mấy chục hộ các bác ạ, cả thôn bản cũng có 70+ hộ đấy. Mọi người bây giờ cứ vào là trời mưa mọi người là sẽ là không dám ở nhà nữa các bác, mọi người sẽ là tránh hết. Cứ lúc nào mà có nghe tin tức, nghe cái thời tiết ấy thì mọi người là sẽ bắt đầu là sẽ di chuyển đồ đạc, di tản đi những cái nơi là gọi là an toàn nhất để tránh. Bây giờ cái chỗ này rất nơm nớp lo sợ các bác, chỉ mong sao để mọi người dân ai cũng nói bảo chỉ mong sao cho nó xuống thì đặt xuống thì xuống hẳn luôn đi, để mọi người bà con thì để khắc phục, để bà con ổn định lại cuộc sống. Nó cứ như thế này, nó cứ giống như kiểu một như một cái bẫy đấy các bác, nó cứ như thế này bà con là ăn không ngon ngủ không yên, nó rất là khó. Bây giờ suốt ngày chỉ nơm nớp lo sợ, nhưng như thế này nó xuống lúc nào thôi, thà nó xuống luôn đi, bà con biết chủ động là bà con tránh hết, thà nó xuống đi sáng mai là bà con khắc phục một lượt thể để bà con ổn định cái cuộc sống, làm ăn phát triển kinh tế các bác ạ. Cứ như thế này bà con rất là khó. Rồi thôi các bác nhé, anh Nhiệm thì chắc là video anh Nhiệm cũng là quay ghi hình lên để cập nhật tình hình, để cho các bác biết được là trên anh Nhiệm còn rất là nhiều chỗ nó như thế này các bác ạ. Rồi các bác nhé, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp các bác trong tiếp theo nhé. Xin chào.